Trí tuệ hiểu biết về đời hiện tại không bị dính mắc ngăn ngại. Trí tuệ hiểu biết về đời vị lai không bị dính mắc ngăn ngại. Tất cả thân nghiệp đều được trí tuệ dẫn dắt và chuyển động theo trí tuệ. Tất cả ngữ nghiệp đều được trí dẫn dắt và chuyển vận theo trí huệ. Tất cả ý nghiệp được trí dẫn dắt và chuyển vận theo trí huệ. Đó là 18 pháp Phật bất cộng. Lại nữa, thiện hiện 32 tướng tốt của bậc đại sĩ là: một, lòng bàn chân bằng phẳng đầy đặn giống như đáy hộp, tuy đất gập ghềnh nhưng hễ bước đến chỗ nào thì bàn chân liền tiếp xúc đều với mặt đất, không có chỗ nào chẳng tiếp xúc. Đó là tướng thứ nhất. 2. Dưới chân Như Lai có hoa văn hình bánh xe ngàn cân, các tướng vành và trụ đều tròn trịa, đó là tướng thứ hai. 3. Tay chân Như Lai đều mềm mịn như bông đổ la,